Loài lợn Indonesia khiến các nhà khoa học không hiểu kiểu gì. Nếu bạn chưa biết con này thì nó chính là lợn hươu Indonesia, hay với tên tiếng Anh sang chảnh là Babirusa. Đây chính là loài động vật khiến các nhà khoa học đến ngày nay vẫn đau đầu vì cái quả răng của nó mọc ra méo hiểu tiến hóa kiểu gì. Theo các nhà sinh vật học, răng nanh của bọn này không có chức năng chiến đấu, bọn nó sẽ không húc nhau như kiểu lợn rừng. Khi chúng nó đánh nhau thì sẽ đứng lên và dùng hai tay đánh nhau thế này. Trông khá cute phô mai que như kiểu chị em phụ nữ đánh ghen và giật tóc nhau. Ngoài ra cái răng nanh này rất giòn cho nên cũng không có chức năng để đào thức ăn. Nếu con nào cố đấm ăn xôi thì sẽ bị gãy răng. Vâng, tình trạng gãy răng xảy ra rất nhiều ở bọn này. Về mục đích giúp ích cho đời thì cái răng này coi như phế toàn tập. Ngoài ra nhiều con mọc răng dài quá xong đâm thủng hộp sọ rồi ly biệt luôn, mồ yên mà đẹp. Vậy thì chúng tiến hóa cái răng này để làm gì? Theo các nhà khoa học, chị em lợn hươu Indonesia rất thích các anh em răng dài. Anh nào mà tự mọc sừng cắm thẳng vào đầu như này thì lại càng đẹp trai và nhiều người yêu. Ngoài ra theo nhiều người dân, loài lợn này tự tiến hóa cái này là để dễ treo thủ lợn lên. Méo hiểu kiểu gì luôn.